Xin chào tất cả các em, thầy tên họ đầy đủ là Đặng Xuân Chất. Và hôm nay thầy muốn giới thiệu với các bạn một khóa học của thầy, đó là khóa hóa học lớp 9. Thế thì trong cái video này thầy sẽ muốn trình bày với các bạn là ba nội dung tất cả. Cái thứ nhất đó là tầm quan trọng của hóa học lớp 9. Thế thì nói đến đây, cực kỳ nhiều bạn sẽ nói với thầy một điều đó là lớp 9 thì em chỉ tập trung vào toán văn và có thể là tiếng Anh thôi, bởi vì là em là trước mắt, cái mục tiêu trước mắt của em ấy đấy là em muốn thi vào cấp 3. Và thi vào cấp 3 thì chỉ là các cái môn toán, văn và ngoại ngữ thì đương nhiên là bây giờ cần trong một cái xã hội hiện đại. Đấy, thế thì môn hóa học của thầy nó có vai trò quan trọng gì? Như bạn nói với thầy như vậy. Và kết quả là khi mà lên cấp 3 thì lại cũng vẫn là những cái bạn đó nói với thầy một câu: chết rồi thầy ơi, em bị mất gốc môn hóa. Nội dung cái phần hóa học của lớp 9 này, nếu như mà các em học hành tử tế thì các bạn sẽ lên cấp 3 cực kỳ nhạt. Tại sao? Tại vì ở trong chương trình, cái phần chương trình kỳ 1 của lớp 9, các em sẽ học được học toàn bộ những cái gì thuộc về tính chất hóa học của kim loại, của phi kim, của bazơ, của oxit bazơ, hay tất cả những cái hợp chất thuộc về vô cơ. Đấy, hợp chất vô cơ. Và tất cả những cái hợp chất này các bạn, thầy sẽ liệt kê cho các bạn xem này. Ở lớp 10 các bạn sẽ học lại các cái axit như là HCl, H2SO4. Đấy, sau khi mà các bạn học về clo, về lưu huỳnh, về oxy. Lên lớp 11 thì các bạn học sang nitơ, phosphor và kèm theo đó lại là các cái axit như là HNO3. Thế thì nếu như mà các bạn học về ở trong cái phần kiến thức của lớp 9, các bạn học chắc tính chất hóa học của axit xuất hiện ở lớp 9, một số axit quan trọng có ở chương trình lớp 9, thì lên cấp 3 các bạn gặp lại, các bạn học sâu hơn thì các bạn đã có một cái nền tảng rất là chắc ở lớp 9 rồi, thì lên cấp 3 các bạn học kỳ nhạt, cực kỳ nhanh nhã. Sang đến kỳ 2 thì chúng ta lại gặp đến những cái anh chàng hữu cơ, làm quen với hữu cơ, đại cương với hữu cơ, một số cái anh chàng đầu tiên trong các cái dãy đồng đẳng mà các bạn học ở cấp 3. Ví dụ như là metan, ethylene, acetylene, hay sang đến những anh chàng như là acid acetic hoặc là rượu ethylic. Thế thì lên cấp 3, những anh chàng đó là những anh chàng đứng đầu tiên trong các cái người ta gọi là dãy đồng đẳng. Và đã gọi là dãy, trong một dãy đồng đẳng thì các bạn yên tâm là tính chất hóa học của chúng sẽ tương tự nhau. Vậy thì nếu như mà tôi biết được một cái tính chất hóa học, tôi nắm chắc một anh ở lớp 9 rồi, thì lên bên trên những anh chàng khác chỉ là tương tự thôi, đúng không? Và chúng ta đã có một cái nền tảng thì chúng ta sẽ tiếp thu một cách tự tin hơn rất là nhiều, chúng ta không có cảm giác là bị tự ti nữa. Đó, như vậy là lớp 9, hóa học lớp 9 nó sẽ rất quan trọng, bởi vì lên cấp 3 chúng ta rất cần cái nền tảng của lớp 9. Nếu có chúng ta học nhà, không có chúng ta sẽ vất vả hơn. Mà lên cấp 3 thì các bạn sẽ thấy là rất là nhiều trường khi mà thi thì người ta sẽ xét duyệt về cái việc là các bạn sẽ thi các cái tổ hợp như là khối A, khối A1, các loại khối A hoặc là khối B. Các bạn muốn đam mê về ngành kinh tế, ngành ngân hàng, các bạn sẽ thấy là khối A xuất hiện rất là nhiều. Các bạn đam mê về bác sĩ thì các bạn sẽ thấy là toán hóa sinh sẽ phải là cái môn thi bắt buộc của các bạn. Những anh chàng, những cái nghề rất là hot thì đều liên quan đến khoa học tự nhiên. Thế các khoa học tự nhiên như vậy thì bắt buộc bây giờ các bạn sẽ phải thi một cái tổ hợp, đó là lý, hóa, sinh. Hay các khác là môn hóa là cái môn bắt buộc mà các bạn sẽ phải học. Các bạn không biết ít thì các bạn không biết nhiều thì các bạn sẽ phải biết ít một chút chút gì đó để các bạn còn thi trong kỳ thi quốc gia, đúng không? Vậy thì hóa 9 là cái nền tảng cho các bạn thi điều đó. Vấn đề tiếp theo đó là cái khóa học này của thầy thì có gì khác so với lại các cái thầy cô mà ở trường dạy cho các em. Thế thì các bạn phải biết là thầy luôn luôn xác định được đó là môn lớp 9 thì những môn như hóa, đổi trừ các bạn thi chuyên ra nhé, thì môn hóa này sẽ phải là một cái gì đó ít ưu tiên hơn về thời gian so với các cái môn thi trực tiếp vào cấp 3 như là toán, như là văn, đúng không? Đấy, vậy thì thầy sẽ cố gắng đơn giản hóa lý thuyết cho các bạn tư duy một cách logic, làm thế nào để mà chúng ta học ít mà chúng ta lại nhớ nhiều. Chúng ta làm bài tập thì ít mà các cái dạng bài tập tương tự chúng ta có thể gặp một cái là chúng ta xử lý được ngay. Ví dụ nếu như bạn nào theo dõi thầy ở một số cái video ở trên YouTube thì cả toàn bộ kiến thức của lớp
của lớp 9. Sau khi các bạn học qua một lượt, thầy sẽ tóm tắt lại cho các bạn chỉ trong vòng một buổi. Đấy, qua cái việc mà có một cái bảng gồm có 4 dòng nhớ. Đấy, tóm tắt cả một cái chương trình kỳ 1 trong một cái bảng như vậy đủ để nói lên cho các bạn thấy là cái việc cô đọng và xúc tích nó như thế nào. Và khi mà các bạn đã thành lập được một cái tư duy logic rất cần cho khối A thì các bạn sẽ làm được rất là nhiều các cái bài tập. Được chưa? Đấy, thì đó là những cái mà thầy sẽ muốn đem đến cho các bạn trong cái khóa học lớp 9 này. Vậy thì chào các em và hẹn gặp lại các em trong khóa học lớp 9 của thầy. Rất hy vọng với cái bài giảng của mình thì thầy sẽ giúp cho các bạn đơn giản cái hành trình hóa học. Các bạn có một cái nền tảng vững chắc cho cái cấp 3. Xin chào các em.